Thưa quý vị và các bạn, thế hệ Z là những người sinh năm 1998 cho đến năm 2010, hay còn gọi là thế hệ thiên kỷ. Đây là những người được sinh ra trong thời đại công nghệ bùng nổ, được tiếp xúc với công nghệ từ sớm và sẽ là nguồn lao động chính trong tương lai. Vậy làm thế nào để thế hệ này phát huy được hết thế mạnh và giảm những điểm yếu ở trong môi trường này khi ngày càng đang có những sự thay đổi, cạnh tranh khốc liệt? Trong tiểu mục chuyện tối nay ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng bàn về vấn đề này với sự tham gia của khách mời là anh Nguyễn Quang Thái. Anh Thái hiện tại đang là giám đốc phát triển hoạt động cộng đồng tại công ty Vinamilk, một người còn rất trẻ nhưng đã có những hoạt động vị trí quan trọng ở trong doanh nghiệp lớn của Việt Nam. Và xin cảm ơn anh Quang Thái đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Chào chị. Dạ vâng, và câu chuyện mà Thanh Mai vừa chia sẻ đó là chúng ta đang bàn về thế hệ Z, thì không biết là chúng ta nên hiểu cái nghĩa của thế hệ Z là như thế nào? Thì cũng như chị vừa mới trình bày thì thế hệ Z là cái thế hệ mà rất là trẻ, có năm sinh từ năm 98 đến năm 2010. Nhưng mà theo đối với quan điểm của cá nhân tôi nghĩ thế hệ Z đây là một cái thế hệ rất là đột phá và rất là thực tế. Họ biết họ cuộc sống xung quanh họ đang diễn ra như thế nào, họ biết họ có cái gì và họ cần cái gì. Bản thân tôi thì cũng rất là may mắn được làm việc khá nhiều với các bạn trẻ. Thì tôi cảm nhận được là các bạn trẻ thời gian gần đây là các bạn đã cởi mở hơn rất là nhiều. Các bạn biết lắng nghe và các bạn mong muốn được chia sẻ. Và đặc biệt là các bạn rất là mong muốn thử thách bản thân mình để tạo dấu ấn riêng cho mỗi cá nhân. Thì tôi nghĩ là trong thời gian sắp tới, thế hệ Z này là thế hệ mà sẽ định hình những thương hiệu trong tương lai để giúp đưa các thương hiệu lên một cái tầm cao mới để gắn kết với người tiêu dùng hơn. Dạ vâng. Anh Thái thì không phải là thuộc thế hệ Z nhưng mà có thể đánh giá là một cái thế hệ đang khá là thành công với cái công việc sự nghiệp mà như hiện tại anh đang có. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút về cái định hướng và cái con đường mà anh đã đi để có sự thành đạt như ngày hôm nay? Cảm ơn chị. Thì hiện tại là tôi đang công tác tại Vinamilk cũng được 8 năm rồi. Thì đây tôi nghĩ là cũng là một khoảng thời gian khá là dài. Cái mà tôi ở Vinamilk mà giúp tôi cũng như là các anh chị em đồng nghiệp gắn bó được ở công ty cho đến thời điểm này thì tôi tụ chung lại ở 4 cái vấn đề chính. Thứ nhất đó là cái đạo đức của doanh nghiệp. Bởi vì chúng tôi là công ty sản xuất các sản phẩm về dinh dưỡng nên tôi nghĩ là đây là cái vấn đề nên đặt lên hàng đầu. Và cái thứ hai là công ty có chế độ lương thưởng và phúc lợi tốt. Thì công ty trả cho chúng tôi một cái mức thu nhập ổn định để chúng tôi không có phải chăn trở hay cũng lo lắng quá nhiều về cái cuộc sống, để chúng tôi có thể toàn tâm toàn lực để tập trung cho công việc. Và cái thứ ba là ở đây là văn hóa doanh nghiệp. Ở Việt Nam hoặc là các doanh nghiệp khác ở trên thế giới thì tôi nghĩ là doanh nghiệp nào cũng có cái văn hóa riêng, cũng có các giá trị cốt lõi riêng. Nhưng mà đối với ở bản thân Vinamilk thì ở mỗi giai đoạn chúng tôi lại xác định dựa trên những cái giá trị cốt lõi, thì chúng tôi co cụm lại và cụ thể hơn những cái giá trị cốt lõi này để hình thành nên những cái giá trị văn hóa của công ty trong từng giai đoạn. Tôi lấy điển hình là ví dụ như là trong giai đoạn 2017-2021 đi, thì chúng tôi đưa ra 6 nguyên tắc văn hóa. Và ở trong 6 nguyên tắc văn hóa này tôi cảm thấy tôi tâm đắc nhất đó là ở 2 nguyên tắc. Thứ nhất đó là cái nguyên tắc mà hướng đến kết quả. Khi mà chúng ta nói chuyện bất kỳ một cái vấn đề gì thì chúng ta hãy đưa ra cái kết quả cuối cùng mà chúng ta sẽ đạt đến. Và cái thứ hai đó là nguyên tắc chuyên gia. Thì mỗi vị trí công việc hoặc là mỗi cá nhân cán bộ công nhân viên thì đều phải trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Và cái điểm cuối cùng mà có thể gắn kết tôi cũng như là mọi người ở công ty đó là lãnh đạo công ty. Họ sẵn sàng chấp nhận những cái rủi ro là một công việc có thể thất bại, nhưng mà họ dám trao quyền và tạo điều kiện để cho chúng tôi thử thách bản thân mình. Dạ vâng, cảm ơn anh. Đó là những cái chia sẻ mà tôi nghĩ rằng không phải là cái doanh nghiệp nào cũng có được. Anh cũng rất là may mắn khi mà được trải nghiệm ở trong cái doanh nghiệp của mình. Ở đây thì có một cái sự trao đổi, đó là rất là nhiều người thì nói rằng cái định hướng của cái thế hệ Z trong tương lai cho cái việc mà lựa chọn ngành nghề, phát triển cái tương lai của các bạn cũng sẽ có những cái mục tiêu khác. Không biết là cái điểm khác đó là gì ạ? Chắc chắn rồi, giống như tôi và bạn thì tôi nghĩ là lúc mà chúng ta vừa mới ra trường thì dựa trên cái ngành nghề của chúng ta thì chúng ta nói nôm na cái ngôn từ vào cái thời điểm đó là chúng ta đi rải truyền đơn. Ví dụ như bản thân tôi là lúc đó tôi tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng đi, thì tôi lên mạng tôi search ra tất cả những cái ngân hàng nào đang tuyển dụng vào thời điểm đó là tôi nộp đơn hết. Tôi không có một cái định hướng rõ ràng là tôi phải làm việc ở ngân hàng này hoặc ngân hàng kia. Còn tôi nghĩ là đối với cái thế hệ Z nó sẽ khác.
Tại vì các bạn biết các bạn có gì và các bạn muốn gì, cho nên các bạn sẽ không có những cái trường hợp mà đi rải truyền đơn như tôi, mà các bạn sẽ có những cái mục tiêu rất là rõ ràng là các tức bạn là các bạn có cái định hướng cho bản thân đúng mình rồi. Đúng rồi, các bạn là đã có định hướng là các bạn nhắm đến là tôi đến khi ra trường tôi muốn làm ở công ty này, thì các bạn sẽ tìm hiểu rất là kỹ về cái doanh nghiệp đó, dạ, về văn hóa doanh nghiệp, về môi trường làm việc. Và cái đặc biệt là tôi nghĩ là các bạn sẽ tìm hiểu rất kỹ về con người ở đó, dạ, họ có sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với các bạn đó hay không. Tức là ở đây anh Quang Thái đang nói tới một cái sự chủ động của các bạn đúng thế rồi, hệ Z đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì cứ cho như là các bạn thế hệ Z đã có một cái sự chủ động rất là tốt đi. Vậy thì doanh nghiệp làm thế nào để mà thích nghi cũng như là có một cái sự đánh giá đúng về cái thế hệ đó trong cái vai trò tuyển dụng? Chúng ta nói đây thì chúng ta phải nói lại là các bạn thế hệ Z, các bạn biết rất là rõ về doanh nghiệp, thì đòi hỏi là doanh nghiệp cũng phải biết rõ lại về cái người lao động đó như thế nào. Các bạn phải ở vai trò doanh nghiệp, tôi nghĩ là các phải tìm hiểu trong quá trình tuyển dụng, phải tìm hiểu kỹ thế mạnh của bạn đó là gì, điểm yếu của bạn đó là gì, định hướng ngắn, trung và dài hạn của các bạn đó là gì. Và ở những cái buổi phỏng vấn thì thay vì chúng ta đưa tạo nên một cái không khí rất là căng thẳng, thì chúng ta hãy trong những buổi phỏng vấn chúng ta hãy hạ cái không khí xuống để thành một cái buổi là chia sẻ, để lắng nghe được các bạn nhiều hơn, và chúng ta cũng có thể trao đổi với các bạn được nhiều hơn để chúng ta xác định được là chúng ta có đáp ứng được cho các bạn hay không, và các bạn có đáp ứng được cho chúng ta hay không. Dạ, đó là một cái mũi tên hai chiều. Vậy tôi hỏi anh một chút, đó là vậy thì theo anh thế hệ Z có phải là quyết định cho cái người tiêu dùng của tương lai không ạ? Cái điều đó là điều chắc chắn rồi. Tại vì hiện tại là các bạn rất là trẻ, và các bạn sinh ra trong một cái giai đoạn là công nghệ số bùng nổ, và chắc chắn về khoa học kỹ thuật còn phát triển hơn nữa trong tương lai. Và điều kiện để các bạn tiếp xúc với những cái công cụ thông minh giống như là smartphone hay là máy tính bảng vân vân thì từ rất là sớm, và với mỗi cái thiết bị như thế là các bạn có thể làm tất cả mọi thứ ở trên đó, ví dụ như có thể đặt đồ ăn, có thể nạp tiền điện thoại vân vân. Công nghệ thông tin. Chính vì vậy thì đòi hỏi là các doanh nghiệp phải thay đổi để theo các bạn, chứ các bạn sẽ không theo các doanh nghiệp. Dạ vâng. Tôi lấy một cái ví dụ rất là đơn giản là cái mạng xã hội TikTok. Nó mới hình thành từ năm 2016 thôi, nhưng mà tính đến thời điểm này là đã có hơn 800 triệu người tham gia cái mạng này rồi. Và những cái người mà nổi tiếng hoặc là những người có ảnh hưởng bước ra từ cái mạng TikTok này thì người ta đang được các doanh nghiệp lựa chọn để làm các đại sứ thương hiệu. Thì với cái lực lượng mà 800 triệu người đang follow như vậy thì là chắc chắn là sẽ làm thay đổi thói quen tiêu dùng. Dạ, dạ vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Quang Thái. Chúng tôi nghĩ rằng cái câu chuyện về thế hệ Z cũng sẽ là câu chuyện mà chúng ta sẽ có rất nhiều những cái điểm mới để chia sẻ với nhau trong tương lai nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn anh đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, tới đây chương trình Chào Buổi Tối của chúng ta xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.